Kính thưa quý vị, ba chú hổ con được ra mắt lần đầu tiên tại một vườn thú Trung Quốc. Vào hôm thứ Năm vừa qua, ba chú hổ con mới một tháng tuổi đã được ra mắt chính thức lần đầu tiên tại một vườn thú ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ba chú hổ con nói trên gồm có hai con đực và một con cái, được sinh ra hồi tháng trước bởi một con hổ cái Bengal trong vườn thú. Chúng đưa được phép bước sang môi trường bên ngoài để gặp gỡ với các du khách tham quan lần đầu tiên trong ngày đầu năm mới theo nhân viên trưởng tại vườn thú là si khu giang cho biết hổ mẹ hiện đang còn khá yếu và không có đủ sữa cho cả ba con chú hổ con do đó các nhân viên đã phải bổ sung thêm dưỡng chất vào khẩu phần ăn của hổ mẹ để nó có thể tiết thêm sữa hiện nay cả ba chú hổ con đều rất khỏe mạnh và được một tháng tuổi sự xuất hiện của ba chú hổ con đã khiến cho nhiều du khách hiếu kỳ theo dõi và chụp ảnh